anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Thúy Trầm Bất Động Sản Bình Dương. Và trong video ngày hôm nay, Thúy Trầm sẽ chia sẻ cùng quý anh chị và các bạn về một dự án nằm tọa lạc tại khu công nghiệp V-Ship 2 thuộc về tỉnh Bình Dương ạ. Vâng, và đây là một trong những khu công nghiệp khá là nổi tiếng tại khu vực của Việt Nam và cũng như là khu vực của châu Á. Và đây chính là cổng này, là cổng số 3 của khu công nghiệp V-Ship 2. Và chúng ta chỉ cần đi thẳng vào khu vực này thì chúng ta sẽ tới với khu vực thành phố mới Bình Dương. Và thưa quý anh chị các bạn thân mến, thì nằm cạnh với khu cổng khu công nghiệp V-Ship 2 đó chính là mặt tiền đường của tuyến đường DT742. Và tuyến đường này sẽ nối dài từ tuyến đường Huỳnh Văn Lụy quý anh chị nhé. Và từ vị trí của cổng khu công nghiệp V-Ship 2 này thì chúng ta dễ dàng đến với một dự án, đó là dự án khu nhà ở Bình Mỹ 2 thuộc về Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, hay còn được gọi là dự án Hana Garden Mall. Vâng, và đứng từ vị trí cổng thì chúng ta chỉ cần nhìn sang phía bên kia đường là chúng ta có thể nhìn thấy dự án rồi đúng không ạ? Vâng, dự án chỉ cách với cổng khu công nghiệp V-Ship 2, cổng số 3, chỉ trong vỏn vẹn là 80m thôi quý anh chị nhé. Thì ngay bây giờ đây, Thúy Trần xin mời cả nhà chúng ta cùng theo chân Thúy, chúng ta sẽ tới thăm lại toàn bộ khung cảnh của dự án Hana Garden Mall sau 3 tháng thực hiện nghỉ giãn cách xã hội phòng chống dịch ạ. Vâng, và thưa quý anh chị và các bạn thân mến, thì chúng ta đã tới với lại dự án Hana Garden Mall rồi. Và mở ra trước mắt của chúng ta đó là cổng của dự án cực kỳ là khang trang và đẹp đúng không ạ? Và đi vào ngay bên trong cổng thì trên trục đường chính thì chúng ta sẽ gặp được hai dãy shop house được chính chủ đầu tư của chúng ta xây dựng và bán để kinh doanh buôn bán thưa quý anh chị. Thì trước dịch các căn shop house này của chúng ta đang được hoàn thiện về phần mái, thì cho đến thời điểm bây giờ thì đã được hoàn thiện xong rồi quý anh chị nhé, và đang được tô tường đấy ạ. Vâng, và giờ đây thì Thúy Trầm cũng xin chia sẻ về một vài thông tin cơ bản về dự án Hana Garden Mall. Vâng, dự án của chúng ta nằm trên mặt tiền đường của tuyến đường DT742 thuộc về khu vực huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, nằm liền kề với khu công nghiệp V-Ship 2 mở rộng. Và từ vị trí dự án thì chúng ta dễ dàng kết nối với khu vực thành phố mới Bình Dương chỉ trong vòn vẹn là 8km và về tới khu vực cổng xanh chỉ trong vòn vẹn là 4km thôi ạ. Và tuyến đường DT742 là một trong những tuyến đường giao thông huyết mạch giúp vận chuyển hàng hóa từ các cụm khu công nghiệp như Kim Huy, Đại Đăng hay khu công nghiệp V-Ship 2 và lên tới khu vực cổng xanh. Điều đặc biệt hơn nữa là tuyến đường này sẽ được mở rộng có lộ giới lên tới là 42m trong thời gian sắp tới quý anh chị nhé. Về hạ tầng, cơ sở hạ tầng trong dự án Hana Garden Mall thì đều đã được hoàn thiện về cơ sở hạ tầng như là điện âm, nước máy, hành lang, cây xanh, hệ thống công viên thì đã có khi mà mở bán dự án thôi ạ. Do tình hình dịch của chúng ta kéo khá là dài trong vòng 3 tháng nên vì thế chủ đầu tư của chúng ta chưa có thể là hoàn thiện được cái vấn đề là xây dựng trường mầm non. Vì thế là trong thời gian tới khi mà dịch của chúng ta được kiểm soát thì chủ đầu tư sẽ xúc tiến cái vấn đề làm tiếp cơ sở hạ tầng, đó là trường mầm non ạ. Vâng, và thưa quý anh chị và các bạn thân mến, thì hiện tại dự án Hana Garden Mall đang có mức rào bán ở mức là từ 750 triệu đến giá là 850 triệu, 900 triệu một nền. Và cũng là một trong những vị trí khá là thuận tiện về vấn đề giao thông cũng như là vấn đề công việc cho chúng ta sau này. Bởi vì khi mà cụm khu công nghiệp V-Ship 2 mở rộng của chúng ta được phủ kín và lấp đầy các xưởng thì khu vực này của chúng ta sẽ trở thành là một nơi rất là đông đúc và sầm uất và là lựa chọn cho rất nhiều kỹ sư chuyên gia cũng như là lượng công nhân làm việc tại khu vực khu công nghiệp V-Ship 2 ạ. Và bây giờ đây thì Thúy Trần xin mời cả nhà chúng ta tiếp tục cùng dõi bước để ngắm lại toàn bộ khung cảnh của dự án Hana Garden Mall trong buổi ngày hôm nay. Hy vọng với những thông tin mà Thúy Trần đã cung cấp sẽ mang lại nhiều hữu ích cho quý anh chị và các bạn trước khi chúng ta cân đối đầu tư, hoặc đối với những anh chị em khách hàng chúng ta đã đầu tư thì chúng ta có cái nhìn cận cảnh và rõ nét hơn về dự án mà chúng ta đã lựa chọn. Quý vị và các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng quên ấn like, đăng ký và chia sẻ cho kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Còn Thúy review về bất động sản ở khu vực nào tại Bình Dương thì có thể để lại comment cho Thúy Trần. Thúy Trần sẽ hỗ trợ tư vấn cũng như là chia sẻ và review lại cho quý anh chị và các bạn. Và mọi thông tin hỗ trợ xin liên hệ với số hotline 0974594548. Và thưa quý anh chị các bạn thân mến, vào mỗi tối không vào khung giờ 20:30, Thúy Trần sẽ có công chiếu các video về bất động sản ở khu vực Bình Dương, Bình Phước. Rất mong quý anh chị và các bạn tiếp tục ủng hộ và chia sẻ cho kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Thân ái và chào tạm biệt.